này làm mấy đứa? Bốn đứa luôn, để ra biển. Ra biển thôi. Nhìn mấy đứa nào hóng nhất rồi đó. Ủa nó hết luôn rồi. Ừ, hết luôn rồi nè. Mình hết. Thôi mày ra phun đi. Tụi mình đang ở chợ đêm. Đông quá. Đông quá, tưởng là đâu có đi bộ luôn á. Thôi mà, đừng có, cuộc sống này còn tốt đẹp lắm. Đẹp quá. Mình đi ngủ hành mà hơi ghê. Ôi sao nó có mùi ông phủ luôn mà sao tao biết mùi ông phủ được. Hello mọi người, tối hôm qua có nhiều chuyện xảy ra nên mình không có vlog nhiều. Chuyện gì vậy ta? Sáng nay tụi mình dậy sớm, tụi mình ăn mì gói trong khách sạn sẵn rất sang. Bây giờ tụi mình đang ở Ngũ Hành Sơn. Oh my god, sao nó hết mát rồi. Đẹp lắm nè. Nãy giờ tụi mình đi bộ được cỡ 15 phút mà đi lại cũng đủ rồi. Mình đi chợ Cồn để kiếm đồ ăn trưa. Mình mới check out khách sạn xong. Ý là khúc này thấy giống Sài Gòn chợ Phạm Văn Hai. Đúng rồi. Ai một hai cái bơ. Bơ. Bé siêu lò mà. Chiến thôi. Mình mơ là thấy ngon mà đó. Bò ngon lắm. Em mày có bị mê dược không? Thank you.
calling all the crews, calling all the muscle. Call them dang, dang, that's why we're free, sir. Rồi, chào tụi mình. Đến giới hạn rồi. Bây giờ tụi mình chuẩn bị lên máy bay về Sài Gòn. Cảm ơn mọi người đã xem vlog tới đây. Bye bye.